Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để đi tàu lửa tại Úc. Và dĩ nhiên cái công việc đầu tiên của mình đó là phải đi đến ga tàu lửa để bắt train đi. Và khi đi ngang qua đây thì mình cũng ghé vào một cái cửa hàng của Indian, của Ấn Độ về đồ ăn. Thì mình cũng muốn ghé vào để giới thiệu cho các bạn xem. Như các bạn thấy thì ở đây có rất là nhiều trái cây từ nhỏ tới lớn. Mình sẽ thử đi vào xem. Rất là nhiều người Việt đang mua đồ ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy bên ngoài xoài nè. Đây là một cái gian hàng đồ khô đó, rất là nhiều đồ khô. Các bạn cũng biết trái cây ở đây thì mắc vô cùng. Bên đây thì các loại về gia vị, ngũ vị hương. Ủa, chị này mặc thế, người ta cứ trùm đầu, có mấy chị mập mập cứ trùm đầu như thế. Còn là Ả Rập và Indian thôi. Và các bạn cũng phải biết đây, ở đây còn có bán các loại gạo và các loại ngũ cốc, nhưng mà nó không có giống ở Việt Nam. Gạo ở cửa trong cái cửa hàng Indian này thì nó giàu thường thường, ăn rất là khó ăn đối với khẩu vị người Việt Nam thôi, còn họ thì họ vẫn cứ ăn bình thường. Và chị này làm cái gì đây không biết. Bên tay trái là dầu ăn các tấn nam nhi. À, các chị phụ nữ cũng có thể nấu ăn được. Đây, sữa ở đây thì cũng rất là rẻ thôi, có 3,5 đồng cho một cái chai như thế này là 2 lít. Có một số chỗ thì tầm cỡ 1 đồng, hơn một xíu là có 1 lít thôi, đồng 2 là đã có 1 lít rồi, rất là rẻ. Trái cây, dĩ nhiên trái cây và rau ở đây thì sẽ mắc hơn rất là nhiều. Cà chua này 10 đồng 1 ký, các bạn thử tính ra tiền Việt Nam là biết liền à. Bên kia thì loại cà chua khác thì nó có 5 đồng ký thôi. Ở dưới là cà rốt chùm. Đây, khổ qua 7 đồng 1 ký, rất là mắc luôn. Bình thường mình hay mua về để ăn sống, trời ơi, rất là mắc. Cái loại này thì cái bà chị của mình giới thiệu đó là ăn thì bổ sung chất sắt, mình lại rẻ nữa, nó có 2 đồng rưỡi. 2,5 đồng là rẻ đó mấy bạn. Mua về để nấu canh mà lại có chất sắt. Broccoli, các loại lâu trái, salad, cà rốt. Đây, cái này chỉ như các bạn cũng biết, dưa leo 6 đồng. Nó còn mắc hơn đằng kia, cầm rất là vừa tay. Các chị phụ nữ rất là thích đây. Đây, ớt chuông. Đó, đố các bạn này là cái gì? Ớt. Rất to, rất vừa tay, nhưng rất mềm. Đây là ớt đỏ à, phải thay đổi màu sắc cho các chị em chứ. Nhỏ hơn cũng có. Đây là size Việt Nam, còn kia là size Tây. Ớt rất là mắc, 40 đồng 1 ký. Sai việc hàng Việt Nam chất lượng cao mấy bạn. Đây, dài và to thì đã có cà rốt 2 đồng 1 ký. Rốt cà bên Việt Nam thì người ta bán rất là mắc, nhưng mà bên này thì nó lại so với loại khác thì rẻ. Cái đó gì rồi, quăng. Trời ơi. Đây, còn các chị em nào thích nhiều thì đấy, nhiều. Đây, chôm, sang tuần. Bên này thì thường đồ ăn thì người ta sẽ nấu thêm kiểu người ta cứ mua về nhiều như thế, xong người ta nấu một lần cho nhiều bữa. Một bữa đây tức là nhiều ngày á, một ngày hai ngày, và người ta cứ để đồ ăn trong tủ lạnh. Hoặc là người ta cứ đi chợ một lần cho cả tuần, chứ không như Việt Nam ngày nào cũng đi chợ. Đây, bên này thì người ta cứ cắt sẵn như thế, xong rồi người ta cứ căng ký lên thôi.
hố thì cực kỳ to. Cái này thì trái này là loại, cũng là loại trái nhỏ, mình thường một miếng như sẽ tầm cỡ 3 đồng, 3 đến 4 đồng, những năm tới tầm cỡ 2 ký. Hai cái yếu trước đây, dưa, cái dưa này mới to này, cái này là cỡ vừa, các bạn sẽ thấy đó, cái tầm cỡ 1 đồng 2 đồng 3 1 ký đó, dưa này mới to, dưa này sẽ gấp đầu gấp đôi cái đầu của bạn ấy, khủng khiếp, không thể tin được. Đây dưa rất là nhiều, trứng nè, thôi đủ là trái cây cả. Cái thằng vừa rồi hả, nó trời ơi hỏi mình kiểu nó không có muốn cho mình quay thôi, tại vì nó sợ mình kiểu như là đi cướp giá gì đó của nó. Trời ơi bố đâu có care. Đây đi lên mình này, mình đang lên station này. Đây là cái ga tàu. Mình sẽ quay xuống cái đường rầy cho các bạn. Ôi hai cái chuyện này. Đây. Xuống cái ga tàu. Đấy. Các bạn thấy cái đường rầy không? Người ta là lại giống như là mình đang ở trong tù vậy đó. Nói chung chủ yếu là để cho mình khỏi bị rớt xuống thôi. An toàn. Cái trên kia các bạn sẽ thấy đó, cái màu tím đó, cái màu tím là dành cho cái đi những vùng sâu, vùng xa tít xa tắc, ai mà lên một phát là đã chở đi ra khỏi biên giới luôn. Đây còn cái này, cái màu xanh là chỉ đi đến city rồi đi mấy cái vùng lân cận ở trong cái tiểu bang này thì kêu customer service, nhưng mà tại vì cái chuyến đi của mình nó còn tầm có 11 phút nữa nên mình sẽ vô đây mình ngồi mình đợi đó. Các bạn bên kia các bạn không thấy cái đường tàu, mà hay thì mình ngồi cái chỗ này để nhìn cái đường tàu ra, nhưng mà có mấy cái chị em tươi đẹp đó chiếm chỗ mất tiêu rồi, ớn mà. Để em đi tàu lửa được ở bên này thì mình sẽ dùng một cái cạc là cái Mikey card này, thì khi mình vào thì mình phải để cái cạc này lên trên cái chỗ mà cái quầy á. Lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem. Thì lúc đó cái cửa nó sẽ mở để cho mình vào lên stream. Thì mình đang tới chỗ Watergate rồi. Thì bây giờ thì mình cũng còn có 6 phút nữa thôi thì mình cũng xuống trước. Đó, mình sẽ dùng cái Mikey card này. Đó. Mình sẽ đến đây, mình thả vô. Và dĩ nhiên là nó sẽ không hoạt động. Cost. Thì các bạn biết cái này á là cái chỗ invalid, là nó có dấu X ở dưới, mình phải chuyển sang cái dòng có dấu màu xanh. Khi bạn để lên cái cửa nó sẽ mở thì tụi nó sẽ bước qua. Còn nếu như mà khi mà nó chưa mở mà bạn bước qua nó sẽ kêu tít 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 tít, nó không có cho bạn qua và nó sẽ báo. Cái này có nhiều platform, đây là platform 1 là nó về city, nhưng mà mình không có về city nên mình sẽ chuyển nó sang một cái platform 2 hoặc platform 3. Đây platform 2 nó có cái bạn nhìn thấy nè, Sandalwood, Winter Garden và Sunbury. Thì mình muốn đi Sandalwood, em nhảy xuống. Đó có một chị gái đi rất hiên ngang giữa đường. Nhưng mà trong khi mình muốn phải đi bên tay trái, tất cả các con đường đều phải đi trái, thì chị quay trở lại. Rồi chị đã lộn platform. Mời chị qua platform 1. Đi rất hiên ngang, rất bình tĩnh. Bên thường thường thì dưới đó sẽ có một cái đồng hồ bấm giờ. Các bạn sẽ thấy là bây giờ đang là mấy giờ. Hiện tại bây giờ đang là 10:35. Thì tầm cỡ 10:40 sẽ có một chiếc xe về Sandalwood. Thôi mình sẽ đi xuống. Đó, bên kia sẽ có cái hàng đợi cho mình đứng đợi. Chỗ kia nó mát hơn thì dĩ nhiên mình sẽ tới chỗ mát mà đứng rồi. Ôi, có một chị nào chỉ ngồi như đi ỉa về rồi. Đây. Trời ơi, chị ngồi hiên ngang giữa chị ơi.
Và chỗ này nó sẽ có hai cái gọi là cái giống như cái cửa hàng tự động vậy đó, mình chỉ cần đưa tiền vào là mình thấy đồ ăn thôi, và mình sẽ thấy cái này ở bất kỳ station nào. Còn đây là sẽ có hai thùng rác, ở dưới các station sẽ có hai thùng rác, một recycle và một cái thùng rubbish. Cái này là có một cái mình ghét, đó chính là cái việc mà đây nó cũng có giờ đây. Cái việc mình ghét chính là cái việc mà nó không có đồ ngăn chắn, thì người ta có nhiều người mà họ muốn tự tử cái họ nhảy xuống một phát là tàu đâm chết luôn, một cái chết rất là mãn nguyện. 3 phút nữa tàu tới. Tại vì tầm 10 giờ rồi chán thế, còn các bạn mà đi tới 9 giờ ấy hả, đông nghịt người, các bạn xuống các bạn chen vào tàu ấy. Tàu bây giờ nó sẽ đi từ hướng kia, sau đó chạy ngược về hướng này về Sonoburn. Còn cái hướng mà phía bên tay trái mình đang đứng thì nó sẽ chạy về city. Và dĩ nhiên một công việc quen thuộc đó là bước lên tàu và tìm một chỗ ngồi cho mình. Cái chỗ này là chỉ cho người khuyết tật mà thôi. Đấy, có rất là nhiều chỗ. Và khi người ta đi xe lăn lên đó thì người ta sẽ dựng, sẽ đổ vào cái chỗ đấy. Đây, xe đã bắt đầu chạy rồi. Mình sẽ kiếm một cái chỗ ít người để ngồi. Phía trước mặt mình là có một cái bảng đồ về train, các bạn sẽ thấy cái mặt bảng đồ về train ở VIC, phía dưới là có tên. Đấy, ở trên là sẽ có các map đồ, các cái đường lên màu xanh, màu đỏ, màu tím. Còn dưới là các tên của các trạm. Phía bên trên của mình là sẽ có cái nói cho mình là cái train đi về đâu, và nói cái next station của mình á là ở đâu. Như cái next station của mình là các bạn nhìn thấy á là Ambient. Nhưng mà mình đang đi muốn đi tới là Senoven nên mình vẫn phải chờ. Phong cảnh ở ngoài thì rất là đẹp, đây chính là phong cảnh thật của Úc đó mấy bạn. Không phải là nhà san sát như các thành phố ở Việt Nam nữa, mà cái này thì nói chung là nó bình yên, Úc nó vô cùng bình yên. Nhà cửa như thế, cây cối, không khí thì rất là mát. Nói là mát vậy thôi chứ hôm nay ấy hả, hôm nay thì tầm cỡ 28 độ nhưng mà có ngày nó lên tới tầm 41, 43 độ. Khủng khiếp. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng chỉ có vài ngày thôi. À, ở phía kia có một cái trạm bóng chày. Người ta chơi bóng chày ở đó, hay nha. Thấy cây cối thì rất là nhiều. Khi bữa đầu tiên mình tới đây thì mình cũng rất là bất ngờ vì cái thành phố gì mà nhiều cây thế. Ở Việt Nam thì đâu có cây như thế này. Đó, nhà thì rất là cao, rất là đẹp. Màu sắc. Các bạn nhìn tận mắt các bạn còn thấy nó đẹp hơn và nó lộng lẫy kêu xa hơn nữa. Đây chỉ là qua màn hình ảnh mà thôi. Hít cái không khí ở đây, tận hưởng cuộc sống ở đây thì các bạn thấy nó mới đẹp tới nhường nào. Trạm mình thì tới rồi, Senoven mình thì đã tới rồi. Mình phải xuống xuống train, không thì nó sẽ chở mình đi một nơi xa lắm, xa lắm, xa lắm. Xenoban platform 2 thì dĩ nhiên các bạn sẽ, bây giờ các bạn sẽ lên và để ra khỏi station. Thì hôm nay thì mình có hẹn để uống cà phê với lại ông anh, một người bạn của mình. Cái station của người ta rất là sạch sẽ. Thậm chí Việt Nam người ta hình như người ta cũng đang xây các trạm đó, nhưng mà không biết thì tương lai như thế nào. Nếu như người ta xây lên những cái trạm tàu như thế này nhưng mà cái chi phí nó lại quá mắc. Bạn có thể thấy các trạm ở đường ngay chỗ cầu Sài Gòn đi đi vào thành phố mình đây.
Đây, ở đây các bạn sẽ thấy có hai cái cây cửa hàng đang ở quán cà phê. Mình sẽ gọi cho mình một